liên quan đến vụ 11 trẻ bị ngộ độc do ăn quả hồng châu xảy ra tại huyện Đồng Văn. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Dũng, mặc dù được điều trị tích cực, nhưng vì nhiễm độc quá nặng nên khoảng gần 20 giờ ngày 1 tháng 8, cháu M, 9 tuổi, ở thôn Chua Só, xã Tả Lũng, huyện Đồng Văn đã tử vong. Cũng trong chiều tối ngày 1 tháng 8, sau khi hội chẩn, bệnh viện đã chuyển 3 cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang điều trị cho 3 cháu gồm Giàn Thị Mỹ, 12 tuổi, Lầu Mí Nô, 7 tuổi, cùng ở thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, và Sùng Thị Mái, 7 tuổi, ở thôn Chua Só, xã Tả Lũng, huyện Đồng Văn. Bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, 3 cháu vào viện trong tình trạng rối loạn chuyển hóa lúc mơ lúc tỉnh, hô hấp kém, đau đầu, đau bụng, tổn thương thị giác. Hiện tình trạng của các cháu đã tạm thời ổn định, tỉnh táo, thị giác được cải thiện. Trước đó liên tiếp trong 2 ngày 31 tháng 7 và ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận 11 trẻ độ tuổi từ 3 đến 12 tuổi bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Theo gia đình nạn nhân, các cháu đi cắt cỏ cho gia súc rồi rủ nhau hái quả hồng châu ăn. Sau khi ăn thì bắt đầu có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Hồng châu mọc ở khu vực núi đá thuộc dạng cây leo. Hồng châu tròn, to gần bằng quả trứng gà. Khi chín, quả có màu tím và thường chín rộ từ tháng 6 đến tháng 8. Hồng châu là loại quả rất độc. Khi ăn phải sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch dẫn đến tử vong.